Chào bạn, hôm nay Na tiếp tục giới thiệu sản phẩm rất nổi tiếng tại châu Á. Đây cũng là sản phẩm được nhiều công ty hợp tác sản xuất và phân phối toàn thế giới. Nếu bạn đã biết hiệu quả khi dùng dầu gió trắng bình thường mua ở tiệm thuốc Tây thì loại này hiệu quả gấp 3 lần. Đó là dầu gió trắng cây búa sản xuất tại Singapore rất nổi tiếng. Dầu có 4 loại dung tích 5, 10, 28 và 56 ml. Dầu cây búa rất hiệu quả khi các bạn bị các bệnh như sau: cảm lạnh, ho khan, nhức đầu, sổ mũi, say tàu xe, buồn nôn, đau bụng, đầy hơi, nhức mỏi, côn trùng đốt. Thời hạn sử dụng lâu nên không lo bị hỏng. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cho Na Sài Gòn một like, share và đăng ký kênh nhé. Kính chào và hẹn gặp lại trong những clip giới thiệu sản phẩm khác.